Những thách thức lớn nhất mà các nhà cung cấp dịch vụ 4G phải đối mặt trong năm 2017-2018 từ hai phía. Thứ nhất là từ phía người sử dụng, tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động có thiết bị điện thoại di động hỗ trợ 4G vẫn còn thấp. Cái thứ hai là về phía nhà mạng thì khả năng đáp ứng tốc độ cao hơn hẳn cái 3G là tốc độ thực của 4G thì vẫn bị hạn chế. Dịch vụ trên cái công nghệ 4G thì sẽ phát triển rất là mạnh trong năm nay và sang năm, tức là năm 2018 và những năm tiếp theo tại Việt Nam. Thế thì cái chuyển dịch từ các người thuê bao 2G, 3G lên 4G sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với trước kia, khi mà chúng ta chứng kiến cái sự chuyển dịch của người sử dụng điện thoại di động từ 2G lên 3G. Với cái sự ra mắt của 4G tại Việt Nam thì các thiết bị đầu cuối, đặc biệt là thiết bị điện thoại thông minh, thì có cái sự chuyển dịch nâng cấp lên 4G rất là mạnh mẽ. Trong 2-3 năm tới thì cái công tác triển khai hạ tầng mạng là rất quan trọng. Mà muốn chúng ta có cái chất lượng tốt trên cái nền tảng 4G LTE thì cái công tác tối ưu mạng lưới trong giai đoạn đầu là một cái thách thức cho các nhà mạng. Năm 2017, năm 2018 là những 2 năm rất là quan trọng cho Việt Nam để đảm bảo là việc triển khai 4G thành công. Đối với các nhà mạng hiện nay cung cấp dịch vụ 4G phải đối mặt những khó khăn hay là thách thức của họ. Cái thứ nhất là người sử dụng bây giờ họ thông minh hơn, họ chặt chẽ hơn trong cái việc chi tiêu. Cái điểm thứ hai nữa là tôi tin rằng các nhà mạng hiện nay đang tìm kiếm chuyển đổi được cái dịch vụ cung cấp nguồn thu từ thoại sang nguồn thu là dịch vụ trên Internet bằng thông rộng. Làm thế nào là tạo cho cái thói quen của người sử dụng dùng dịch vụ 4G nhiều hơn để đổi lại những cái việc đầu tư trước đó. Để mà phát triển được cái dịch vụ 4G tại Việt Nam thì nhà mạng phải lưu ý hai cái giải pháp. Cái thứ nhất là có một cái đầu tư đủ và xứng đáng cho 4G. Đây là cả về diện rộng và cả về chiều sâu, tức là mật độ trạm nốt B dùng cho 4G phải đủ để đáp ứng được với yêu cầu. Thứ hai nữa là các cái nhà mạng cũng phải tìm cách để mà khai thác cái nguồn các thiết bị đầu cuối hỗ trợ 4G với giá rẻ cung cấp cho khách hàng. Các nhà mạng phải nhắm tới cái việc đa dạng dịch vụ trên cái nền tảng 4G mà còn tham gia vào những thị trường mới, ví dụ như là Internet of Things, IoT, những giải pháp thành phố thông minh, Smart City, hoặc là những giải pháp doanh nghiệp thông minh. Đối với cái dự án khảo sát, một cái chương trình nghiên cứu khoa học do IDG đứng ra làm cái khảo sát về cái hành vi sử dụng và cái nhu cầu sử dụng của 4G, qua cái 3 tháng được 13.828 cái mẫu khảo sát thành công. Thứ nhất là chúng tôi khảo sát tập trung vào 5 cái tiêu điểm mà chúng tôi tìm kiếm. Cái thứ nhất là về cái tuổi, độ tuổi. Cái thứ hai nữa là về cái thu nhập. Cái thứ ba nữa là đối với những người đang làm công việc, nghề nghiệp gì. Và cái cuối cùng nữa là trong địa bàn. Đối với khảo sát điểm nổi bật thứ hai mà chúng tôi thấy rằng thì người ta vẫn đang rất thờ ơ và không chú trọng nhiều đến cái chất lượng của cái dịch vụ 4G. Tôi cho rằng là cái giải thưởng khách hàng bình chọn cho nhà cung cấp dịch vụ 4G công bố thời điểm hiện nay là hơi sớm. Thế nhưng mà cũng không phải là quá sớm, bởi vì các nhà mạng thì đã cung cấp dịch vụ được gần một năm. Và cái việc công bố tại thời điểm này thì giúp cho nhà mạng nhìn thấy được những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của mình trong cung cấp dịch vụ 4G. Phương pháp mà đánh giá và khảo sát của IDG thì tôi cho rằng là khá tốt. Cái thứ tự của các nhà mạng được khách hàng đánh giá trên cả 3 cái yếu tố là chất lượng của sóng, chất lượng dịch vụ và chất lượng chăm sóc khách hàng là khá logic và khá phù hợp. Dịch vụ 4G ở mobile phone chỉ ổn định ở những cái vùng khu vực trung tâm, khu vực quận nhất,
còn ra những cái quận khác như Gò Vấp, Bình Thạnh hay là quận 2 thì dịch vụ hơi kém và nói chung cũng không có gì khác 3G. Tôi là người sử dụng dịch vụ 4G của Viettel thì về chất lượng và tốc độ thì tôi cảm thấy là tốc độ giữa 3G và 4G thì cũng không có gì khác nhau. Còn về giá tiền thì 70.000 đồng một tháng thì so với giá của 3G thì nó bằng, nên là cái giá đó là chấp nhận được. Nếu mà chất lượng phủ sóng của 4G của Vinaphone thì tôi thấy sử dụng được, sóng ổn định. Giá 70.000 thế là phù hợp với cả thị trường hiện nay.